See, she sit down like that. You like my blanket or what? Like my blanket too. Bữa tay một chỗ phần. Ăn mo không? Ăn không nổi mà. Cũng đu lên người à. Làm chơi ngồi cũng lên người tôi à. Lên cổ luôn. Lên cổ luôn. Nhột bà vú nhột chứ không phải bà vú đau. Ở chừng té ngồi trên mền đi. Trời ơi con mới được ngồi trên mền nha con. Mày mở cái điện thoại ra đó mày. Đu lên kìa, trời ơi nó đu lên tôi. Không ăn nữa hả? Nè. Đúng rồi, trời, phải ngồi trên cổ mới chịu ăn. Nghe không? Nghe sao rắc rác. Ừ. Ở trên cổ mới chịu ăn. Chị lay on my body. Chị ít. Mami nằm xuống nha, rồi con ngồi lên rồi đớp nha. Chịu không? Rồi mở cái đằng kia kìa. Phải ăn trên người tôi mới chịu kìa. Vui không? Nghe không? Sao mà ăn vậy nó mới đã. Thế thì mẹ lấy tim cho. Trời ơi máy này lâu lắm xài lục nghề con. Đi tới nuôi bảy máy đủ tiền không á. Ê! Nó nhào tới nhào lui tưng tưng, nó có để tôi yên đâu. Nó chơi sao á. Từ từ đó mami còn dốt phải học hỏi nha con, mới quá. Nó phải chơi với tôi nó mới chịu. Xuống dưới đi. Xuống đi. Chạy vòng vòng nhà đi. Cũng giường nè. Chỗ ngủ của mẹ nè là con mới được lên nè. Kiếm ăn hoài vậy để lấy mấy cho. Từ từ. Để con bể cái máy của bà vú nè, để mommy kiểm nè. Mommy lâu quá không xài, mommy lục nè, quên nè. Nó thật vui vẻ đầu hết. Trời ơi, nó không có cắn mình nha, nó khôn đấy đó. Đây đây, mommy cho siro nữa đi ha. Đây đây, đây đây. Nằm đây. Được rồi, đây nè, đây nè, thấy là bình nè, đây nè. Tại biết sao tại bao nó lại khổ vậy đó con, chứ nó mất giòn. Nè. Để nó nhảy lên mặt con trời. Đây nè, cái không lên nó không có giòn. Hiểu không? Ừ. Cắn mà cắn cái hộp cũng cắn cắn tay mà. Mày. Thôi đây 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 con tìm lại mà mi sợ mất giòn. Đấy mày. Thôi được rồi, đây là đây mà biết chồng. Phải tự lúc mới chịu. Đây, ừ, đúng rồi. Tự lúc mới chịu. Rồi, nhớ về sao mà có được. Chết
she need the respect and love and nice thing. Thương quá. I just worry how the heck I take care of her. You know what I mean? I never she is in my hand, in my body, so lovely, so cute. I don't want she not comfortable. She like zero. She is crispy, zero. How? Zero with honey. She eat in my body. Đây. Bà miếng còn đây nè. Mà bé ăn trên lòng tôi mới chịu nha. Còn bé ăn trên bụng, trên lòng bà giấu mới chịu nữa. Bé kể nó, để nó ăn đây nè. Làm dơ đồ mê mất kệ. Đớp đi. Rồi mở thẳng chân ra cho nha. Đớp đi. Bỏ ra đâu giòn thỉ gì nữa. Khổ vậy nó. Ồ, để mâm lấy cái hộp. Mâm chuyển nắm nhỏ rồi mâm nằm đây. Mâm lấy từng em một ra. Nó mới bị không bị xìu. Thằng bố cưng không. She so cute. She hungry. She need some take care man. Maybe not mom. Hope your mom find you okay. I cannot keep you forever here, but I did a while. Đây nè, đúng rồi. Đây. Đó, tự lấy, tự ăn luôn mới đọc. Chỉ thấy trên hình thôi, bây giờ thấy trong cuộc đời thật luôn. Ngồi luôn trên mình ăn luôn, cưng. So cool. I save a cat, a dog, robot cat, dog. Đừng, từ từ đây nè con đi đâu lên cổ mềm. Đây nè, nó kiếm, nó thích rồi đó. Nãy nó sợ rồi giờ. Đây nè, từ đây nè. Nó kiếm cái gì chắc còn chưa thấy đường hả, chưa mở mắt. Kiếm gì đây nè cha. Tôi để đây cho cô mấy cái nó công chúa. Nữa nè, đây, nhiều lắm nè, một bịch nè, tao ăn tới mai luôn, ăn tới ngày mốt luôn, ngày mấy cả tuần luôn. Sợ bỏ ra là nó bị không giòn. Nè, mà mày cũng ăn nè, ngon quá, cái bánh mì luôn. Nhà có hai đứa, có tiền đóng tiền nhà không, đòi ở đây con. Cho ở thì được, mà vấn đề bebop là sao? How the heck bebop? How can I take care bebop here? Can do it. Trời ơi, đi ăn trên người, trên vú, trên tay đây nè, đừng có kiếm đây nè. Gì nữa? Ngậm vô rồi đầm biến, không chịu ăn. Uống sữa đi nha, bình sữa đâu? Bình sữa đâu ta, kiếm gì? Cái bình đựng sữa, cái mệt ghê vậy. Đừng té đi mẹ, té lội đầu. Đừng ăn đó. She like to eat cereal on my body. I saw her by the main door. I mean the apartment door, not main door. She just right there. She didn't run, didn't move. She seemed tired, hungry, starving. And my next door neighbor make the video with her. And then I stopped by. I just happened to pick her up. I never picked up animal like this in my life. But I feel bad for her hungry. Why I take her in? Lucky I am too smart. I memory have zero. I found some zero. And this is the perfect one for her. She like it. It's a little light sweet and then with some honey. Little honey, she love it. She eat it. She enjoy her meal on my body.
để mẹ ra mẹ lấy cái dĩa đồ ăn để lên bụng nhé, con ăn vậy để ra hết giòn, ăn trên bụng tôi mới chịu á. Ăn cái cân đó. Thấy trên tivi, thấy xa xa trên đường phố có lận đứa bận qua đường nó phải đứng giữ xe gạo té kêu nhanh lên giúp. Mấy năm trước cổng này chính tay mình đụng luôn, đã quá cái kỹ thuật tôi mới biết luôn. Đúng quá, anh cần biết không làm sao mà nuôi được dễ gì. Bây giờ bỏ ra đường nó tội nghiệp đói thì bà, bỏ ra đi mất tiêu mấy gì đâu nó tội, mình tội chứ. Có vườn có nhà cho em ở đằng sau, có nhà có bạn có đối tượng ở đây buồn ăn, có cái studio chắc mới tập ăn tập nha, biết ăn nhưng mà chậm, uống sữa đi miu miu đi. Giờ đi đi toilet làm sao đây nè, cái khúc mà đi toilet mới là khúc khốn nạn, nhà cửa này đâu có mùi được, đồ đạc nó chật lắm rồi, rậu hết sức bỏ hết trơn, còn có nhiêu đây đồ để sống đâu có bỏ gì được nữa. Nó tới nó lui còn có nhiêu đây, có một đám đồ chơi bên kia thuốc men không, chút đồ đạc, trời ơi cái nó thấy cân, nó ăn mà tội nghiệp, nó tội nghiệp. Nở chia tay, I feel ha, to say goodbye to it, you know what I mean? She really love me, she in notion in life. She love to eat on my stomach, my body. I am glad she can eat at least, you know what I mean? At least she can eat. Better than sick cannot eat. She enjoy her meal on me. She enjoy her own meal on me. She love on my body to eat. Đây nè con. Nè. Đây nè, mai mày cho. Được nó nằm rớt nè, không thấy đường nè, thì là ăn rồi không nhai lại, nó cũng khôn lắm, nó không nhai lại đâu hết rồi, lấy cái gác cho. Đúng rồi, biết rồi, chúng ai thấy là đạp trúng chết luôn, chết đói đất ghét rồi còn gì chết đạp nữa. Ở đây làm sao ở được, ở tạm là cũng phải trở về với lại thiên nhiên, nhưng ít ra là nó khỏe mạnh cứng cáp, người ta giúp. I have a file then turn her back to the to her own natural lại nữa. Đâu chỗ nhà, I wish I have my own house. Dễ thương không? Để trên giờ mình tôi mới chịu á. Giỏi quá, đây nay đêm nè, nhiều lắm. Tiếng tâm còn còn. Từ từ đi, kiếm kỹ gì. Trần hư điện tội con. Nó mới lấy tiếp chắc. Ăn đầy mình tôi. Nãy bỏ ra hết giòn. I want to see it crispy and delicious. Salt. I don't want it melt, no good. Kiếm nữa. Mày ăn trên mình tôi mới chịu á. Đây 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 bà vú cho tiếp đây nè, đây nè. Đây còn nhiều lắm, đây của con nhiều lắm nè. Từ từ bình tĩnh. Đây nè. Cái nữa nha, gió kìa mở máy lạnh cho nó mát.
nhà hầm nó tội nghiệp nữa nè. Nè, mông tiếu đó nè, sao thùi riết lên vú luôn vậy, bỏ ra nhiều nó bị yếu mềm. I want to eat delicious crispy, that one. I don't want to ruin the crispy. Got to try it. She loved it. But she didn't eat much. Look, I feel bad. You got to eat the big bowl, okay? In order to be full tonight. You don't eat much, eat more and more. Okay? A bit more. A bowl, okay? Not eat like that, not much. She not afraid of me. Good amount. She not afraid of me. She eat on my body. She met my body. Met my clone. Cứ ăn thoải mái đi. Bà vú bây giờ chết coi chừng kìa, sữa để dưới mấy con gián á, gián cung nạn nó rình rập, gián cũng vô ta nói đất lành chim đậu đúng mũi rồi rứt, rồi gián cũng ghé thăm chuột nó lâu lâu ghé, tại vì mình nở có đất á, mấy con vật nó mến, nó đi nó tới nó đi, trời ăn coi kìa, nó đáng, nó còn ổn biết rồi. I wish you know and pray for you can find your mom, your family member. How the heck I take care of you? Let me go on the YouTube and learn how to take care of a baby squirrel. Dám tắt, I don't dare to tap too strong because don't want she shock and panic. To take care a baby square SQI. Meal. Everything you need to know. Let me look on the YouTube. Man, the needle in the inject needle in the closet. How the heck I can find it for her? She need one and give her meal. But she can eat now. Look at how she cute. How can I let her go back on the street? Nobody cares. She loves me. Look at her. It's on my body. That's why. Just eat. Pick it. Okay? Just go ahead. Eat it. Mommy now messy. Because mommy got a stomach sick few weeks ago. It didn't work and work. Just a little bit, feel better. Not really well yet. You sleep here with me tonight, okay, homie? Ăn mà ăn chân bệnh tôi mới chịu. Đây, biết rồi, đừng có nhào vô cái miệng mà. Đây này. Còn không? Đây, từ từ. Trời ơi, còn kiếm đây nè, kiếm cái gì? Nè, cho nè. Ở đây, nè. Đi đường chắc còn si sơm tay mịt lai vô quá, si kia nó si quay rồi. Đúng rồi, cầm rồi. Đó, con nha rộp rộp luôn đã. Si ít, anh lấy the sao crispy. I want to eat crispy, healthy food. Eat the sour crispy.
delay short. I turn AC for her. I tweet her AC. I do so many nice stuff. I should. Let bring some water. Đừng té. Té đấy. Té ngồi trong hơn nhất lên. Té cụp mặt cụp đầu xuống. Tao quỷ. Don't know. She look like a few months. Don't know how old is she. This is zero. Thank God. At least have something she can eat. I don't have a needle. I have the thing. I should not do away. I clean my clothes. My thing to the store. I go there, I fix her meal, you know. How lovely is he? How can you not love her? I cannot leave her on the street hungry. No food. Starving and sad like this. She eat just one sugar long time. Lâu nào tôi bay à. Từ từ đi mẹ, ra mày lấy cái dĩa vô cho em ngồi lên nha. Mày ra mày lấy cái dĩa cho em ngồi lên hay mày lấy cái tim đi nha. Con xuống dưới cái giường chơi, mày đi ra mày lấy cái hộp. Rồi từ cái hộp mẹ mới lấy bóc ít ít cho em, chứ mày bỏ ra nó ít giòn. Ăn phải đã giòn rập rập mới ngon. Kiếm nữa thì còn nữa. Biết rồi đây nè. Cho tiếp đi lấy cái dĩa. Đi lấy cái hộp nhí đi. Rồi chuyển xua qua. Nha không? Nha. Ừ, kiếm ấy. Còn ăn tiếp. Đây, từ từ đi rồi cho tiếp. Còn miếng nào đâu. Đớp rồi. Rồi. Biết rồi. Để đi vô lấy cái hộp. Vì vô chứ không nó mới giòn. Nó hết giòn. Cái người mới dọn. Can do anything with sao of my baby here. Đi vô lấy cái hộp mới được. Giờ cầm chị mới thổi sao lấy hộp.
vô. Nó đau rồi. Where are you baby? Nó đi đâu rồi? Không thấy nữa. Honey.